con trai chị Lan bị bắt cóc. Có thể đây là trò mới của nhà bên kia. Chị gọi cho anh Quân đi, em đang đến nhà chị Lan. Cô cứ bình tĩnh, mọi việc cứ để chúng tôi lo. Chị, sao rồi? Cậu với Lan ở ngoài này nha. Tôi còn việc phải vào trong giải quyết. Cô đừng lo, Thành đã ở nhà cô rồi. Chị ơi, em xin chị phải giúp em, nếu không em chết mất. Em cứ bình tĩnh đã. Làm sao mà em có thể bình tĩnh được? Em hỏi chị điều đó là con của chị, mà nó còn nhỏ nhất nữa thì chị có bình tĩnh được không? Nhưng em cứ làm loạn lên như thế này, chị sẽ không giải quyết được việc gì cả. Sự việc xảy ra như thế nào? Chị là bà ta sẽ không chịu buông ta cho đến khi giành được thằng bé. Đúng rồi, mình phải quá nhỏ, chắc chắn là con em đang ở đó. Em xin chị phải đi cùng với em, nếu không em sẽ mất con. Nghe chị nói này, giả sử đúng là bà Trang làm đi, thì bây giờ em định qua đó em làm loạn lên à? Em phải bình tĩnh để cho chị xử lý. Cô làm cái gì ở đây? Tôi hỏi cô là cô làm gì ở đây? Hãy bỏ cô ra. Cậu đứng xem ở bên anh nói chuyện với cô ta. Anh bỏ cô ra. Cô im đi. Việc gì tôi phải im? Anh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chị Hà. Đừng có tỏ ra oan ức. Tôi không làm gì cả. Cô mà còn nói gì tình thì có trách. Anh định làm gì? Trước mặt con trai anh. Tôi anh dám à? Nói thật là tôi cũng hơi bất ngờ về Phương. Tôi biết vợ ông không phải là một người dễ dãi. Thế nhưng mà bây giờ ông thử nghĩ xem nhá. Nhân viên mới với sếp đi vào phòng khách sạn để làm cái gì?